hoàn hảo. Hy vọng công sức của chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng. Không phải ngẫu nhiên mà khách hàng chọn chúng ta là nhà thầu chính của dự án lần này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thực sự có thực lực. Người đẹp! Hợp đồng mà được ký kết thành công sẽ mở ra cơ hội lớn cho công ty của chúng ta. Được làm. Tự nhiên em thấy hồi hộp quá sếp ạ. Sếp ơi, chẳng mấy khi nhà có khách quý, em đã chuẩn bị bó hoa tươi thắm để tặng khách. Tự dưng em thấy phấn khởi hẳn ạ. Rất. Em chào anh ạ. Em chào anh. Em chào ạ. Dạ vâng ạ. Chào anh ạ. Dạ. Dạ thưa anh, rất hân hạnh được tiếp đón anh ở công ty ngày hôm nay ạ. Em xin phép ạ. Trước lạ sau quen. Dạ. Tôi rất hài lòng về ấn tượng và cách làm việc của các bạn. Công ty bọn em cũng chân thành cảm ơn anh đã tin tưởng lựa chọn công ty em để hợp tác lần này ạ. Về cơ bản ấy, những cái yêu cầu mà tôi đưa ra thì các bạn đáp ứng đều đầy đủ. Dạ. Nhưng mà để mà đến khi kết hợp đồng thì tôi muốn tôi muốn làm sáng tỏ một số vấn đề. Dạ, vấn đề đó thì lại rất đơn giản ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thống nhất bàn bạc để đi đến hợp tác anh nhá. Dạ vâng, em mời anh vào trong ạ. Dạ vâng ạ, mời anh ạ. Dạ thưa anh, để triển cho khai cho dự án lần này, bên em sẽ chuẩn bị những nhân lực tốt nhất, những đội ngũ tốt nhất, những đội nhóm chuyên nghiệp nhất anh ạ. Đầu tiên là bạn chuyên về thiết kế, bạn sẽ lên phương án cho những cái sản phẩm sẽ được bên anh sản xuất trong thời gian sắp tới. Tiếp theo là bạn chuyên về phần mềm, bạn sẽ tạo ra những phần mềm hoành tráng nhất, tốt nhất, chạy mượt mà nhất. Tiếp theo sẽ là bạn chuyên về quản lý quỹ, bạn sẽ giúp anh lên những kế hoạch thống kê tuyệt vời nhất, kín kẽ nhất. Và em sẽ lựa chọn cho anh cái giải pháp tốt nhất trong dự án lần này. Về nhân lực sẽ là nhân lực tốt nhất, về tiềm lực sẽ là tiềm lực tốt nhất trong lần này. Anh thấy giải pháp bên thế nào ạ? Thế cậu nói đến đâu ấy nhỉ? Giải pháp đúng không? Dạ. Cậu thông cảm nhá. Tôi bị dị ứng với phấn hoa này. Nên mọi người thông cảm. Không sao anh ơi. Với kinh nghiệm dày dặn của công ty chúng em, tất cả các vấn đề đều có giải pháp. Yeah, giải pháp là Yakult. Một nghiên cứu khoa học từ nhóm chuyên gia của Viện Nghiên cứu Thực phẩm Norwich, Anh Quốc trên nhóm người có tiền sử viêm mũi dị ứng theo mùa, viêm mũi do dị ứng phấn hoa, cỏ dại, cho thấy probiotic L-paracase siruta có tác dụng điều hòa các phản ứng miễn dịch trong bệnh viêm mũi dị ứng, từ đó giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng. Việc sử dụng Yakult hàng ngày với mỗi chai chứa hơn 6,5 tỷ lợi khuẩn L-paracase siruta sẽ đem lại những lợi ích tích cực cho những người thường xuyên mắc viêm mũi dị ứng. Many months later. Dạ, tốt quá. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ. Sự hợp tác của hai công ty chúng ta thành công vang dội ạ. Cảm ơn anh đã lựa chọn công ty chúng em làm đối tác chiến lược ạ. Dạ, em cảm ơn anh. Này, chỗ người nhà ấy, nói những cái lời khách sáo này làm gì? Cho nó xa cách ra. Tớ không phải cảm ơn các cậu, là từ ngày dùng Yakult, là những cái cuộc gặp gỡ ký kết như thế này ấy, dễ thở hẳn. Thế là nhờ Yakult.